Bên chào cả nhà nha. Hôm nay thì bên sẽ dẫn cả nhà đi bắt cá cạn nha. Hai cái dùng ruộng này thì hôm bữa là bên để ý lâu lắm rồi, mà nay thì nó rút nước xuống á cả nhà, nó đồng lại mấy cái dũng á. Bên thấy cá rô bí quá trời luôn. Nên hôm nay thì bên đem theo thùng gỗ với thao nè, dẫn cả nhà đi xuống bắt cá rô bí nha. Đây cái đồng này cả nhà. Đó. Nè, có mấy cái dũng nước nè. Cả nhà thấy không? Cái rô bí nó ập quá chừng luôn á. Ôi nè nè, nó mắc cạn đi nữa nè cái nha. Đó. Nó quá trời luôn á. Cái này á, bên không bắt á thì nó mắc cạn nó cũng chết nè. Rồi cò nó ăn nữa cái nha. Đó, cái nhà thấy không? Quá trời luôn nè. Cái rô bí. Bên bắt ví dụ như mà cái nào mà nó bên đem về á, nó còn sống á thì bên sẽ thả nuôi. Cho mày vô. Ta sẽ đem về nhà ta nuôi. Ta sẽ giải cứu cho tụi bay khỏi mấy con cò. Cái này mà trà sạch đó, kho cũng ngon nữa cái nhà. Rồi mấy thịt chiên cũng ngon nữa. Cái sạch, mày đi. Cái rô bí nha. Này cái nha, cái đã không? Đi xe rửa đó. Em nhé mấy cái lỗ này lại. Để nó chui đây nó tốt. Này cái nha. Quá trời luôn. Đâu vô đây. Lâu lắm rồi mới có cái lại cảm giác này. Vô. Đó, có một cái lắp nữa, có một cái lắp cứng. Ui cái nè, đi coi nè. Đã luôn. Đó, con đó, cái lắp kìa. Cái lắp cứng. Mày hả mày? Cua hả? Á mẹ. Cái phì hả? Á mẹ luôn. Này cái nha. Cái nhà ơi, có cái gối nè. Đã chưa? Cho vô. Cái đây.
Đau quá, đau quá. Ui, thiệt ơi. Đau quá. Cái cục nó vừa nhỏ. Cú bí, kêu bằng cái cú bí thì nó nhỏ ra đi nha, nó không có bự. Cái nha. Đau quá. Đây, một gỗ nữa luôn. Vô. Nãy có mấy con cá lóc cứng đâu mà chắc bên ngoài quậy của nó chuối hay sao á, chuối hang nó tốn này vậy á. Lâu lắm rồi, từ hồi đó giờ luôn á, Vinh chưa có bắt được con cá rô bí nữa. Từ hồi lúc mà làm cho cái nhà xem á, Vinh bắt cá rô kia một cái rô bí, nhưng mà nó không phải là nó nhỏ giống như hạt bí như vậy. Cái kia nó cũng bự bự đó nha. Con này là đúng cá rô bí luôn. Đây, tao sẽ đem về để ao của tao và thả tụi bay xuống. Tụi bay có một cái môi trường mới. Nó nhiều lắm. Con cá lóc nãy đâu rồi? Con cua thảm nè. Thôi xin không. Đưa cho cái nhà xe chắc cái nhà không thấy quá. Ăn này đi. Nay bên đi dình ăn với mấy con cò, với mấy con nhái ớt rồi á. Nó lên đây nó ăn mấy cá sống này nè cả nhà. Thất giờ ngay chỗ này nó thành cái dũng sình luôn rồi. Mình đẩy nó hết sạch được rồi. Ê. Đi nha, cứ nè. Có gông nữa nha. Có mấy cái gì cứ cắn cắn giống như là tảo nó đóng rồi vậy nha. Đó. Vô. Rồi, nó còn nhảy ra luôn. Chút xíu nó bị đi xúc nó lại. Ê, mày qua đây đi. Lát nè.
mới đi ra ngoài mình đẩy quá. Cái này coi nè, quá trời luôn. Tắt nữa. Nó còn lẳng ở đây nhiều lắm, còn hơi mấy cái gâu này mà sình bụng như vậy nó sẽ lên nữa cái nha. Để mình chạy ra ngoài mình rửa cái ổ này cái đây. Đây. Mới cáo luôn, sạch sẽ luôn. Đó vô. Bên đây nó lên nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời luôn cả nhà ơi. Đó. Bên hết một trình dinh vô luôn. Sạch luôn rồi. Nó còn chuối ở dưới nữa, chút xíu nữa nó còn trậu đầu nữa. Cái này thì mấy ăn cỏ ăn phái lắm. Trong cái hàng nữa. Cái nhà thấy không này cái nha, thấy ham thiệt, thấy ham thiệt. Còn múc ở sâu ở trong còn mấy cái dũng nước nữa mà sâu vô trong cái nhà nên thôi đi vô trọng với công chú la nên mình chỉ bắt ở ngoài đây thôi. Có mấy ở trong có mấy cái dũng bự lắm nha. Vô trong vầm lúa như khi của mấy chú nè, mấy chú nóng ruột. Mình chạy ra ngoài mình rửa nữa. Đổ cái này mình xúc nữa kìa. Nó gỗ luôn rồi. Đây, ít xịn nữa rồi. Con này nhảy được thì nhảy. Cái này, cái khu bên mắt này cái nha. Còn nữa, còn một dũng nữa cái nha. Như cơm sâu vậy á. Ô ô ô tép gông nữa vậy mà bữa ta đặt lại không vô. Chuyển đây, chuyển đây.
dính mấy cái cá rô quá trời luôn, mà dính mấy cái rắn rắn quá chừng. Ta chạy trống cái khuẩn đi, cá lóc tưởng à. Đứng chạy vô mình xúc cái này cái ra vô bên. Được mới nữa nè. Quá trời. Cái lóc đó nha. Sao mà đỡ được, sao mà chạy được. Chạy đi đâu, mày ơi, cá lóc cứng vui lên. Không biết nó vô được nhiêu đây, mình thấy sình nhiều quá. Trời ơi, ốc. Cái lóc nè, cái lóc nãy mình thảy lên nè, mình thả luôn. Được nhiều với nha, rồi cái này thì nó không có lên nhiều được, nó còn vướng ở dưới sình á, chứ nó còn ốc quá chừng nữa. Ôi ôi cái này quá tài đã luôn cả nhà ơi. Yeah.
Mình rửa cái mình về cả nhà ơi. Nãy mình đi vớt đụng mớ cái tép cong nữa nè cả nhà. Đây, tép cong nữa nha. Bây giờ thì bên sẽ sốc sạch cái nữa rồi bên về nữa nha. Tại vì từ nãy giờ bên đổ đổ rồi nước nó như nước nó bụng quá, bên sợ nó chết. Nhiều lắm. Lâu lắm rồi bên từ lúc mà làm YouTube tới giờ là hình như bên chưa có bắt được cái tặng cá gô non nào nhiều như vậy luôn á. Hồi lúc trước thì cá kêu một cá gô non nhưng mà nó cũng bự bự cái nha, chứ nó không có non dữ. Nó không có nhỏ xíu giống như hạt bí như vậy. Nè. Bên đổ cho cái nha xem bên đó. Thấy em chưa? Cái nhà xem cái chỗ cái rô của mình nè. Đầy nhóc luôn. Nó cũng sạch quá nè. Nãy mình tưởng nó dơ. Còn nữa này cái nha. Cái nhà xem nè. Ngay đây nữa nè. Tuổi thơ đang ùa về. Nhiều lắm. Nè cái nhà con nè. Nè bên tính rửa sạch lại cái bên chạy về nhà chứ không ấy để một hơi nó ngọc cái nha. Chung sướng thôi giờ bên chạy về nhà nha cái nha. Như đây là được rồi, bên không vô sâu ở trong nữa đâu. Như đây là bên thấy nhiều lắm rồi, về bên thả bên nuôi. Tại vì cái thùng của bên nó nhỏ quá mà nó không đủ không gian cho nó, bên sợ bắt nữa thì nó chặt cái thùng thì về nó ngọc còn nhiều hơn nữa. Về bên muốn nuôi á mà nuôi không được á cái nha, nên giờ thôi như đây được rồi, không cần nhiều. Được chưa? Rồi, về cái nha. Đổ trong đây một thùng nữa nè. Cái muốn đổ cái gì đâu cho cái nha, xem gì đâu mà không. Để ý hơi về nhà đi. Xem cái gỗ này thôi là cái nhà thấy sướng rồi nè. Về nhà thôi cái nhà. Để hai gỗ ra xem coi, em sẽ bất ngờ. Bất ngờ là cắt gì? Ráng đi chậu, sang né đi để đưa ai. Lát không sang à. Đứng một chỗ đi, đứng đó đi để ba uống nước ra ké ba chuẩn bị sẵn rồi ối em mới được. Còn nhiều lắm. Mà cái là anh bắt nhiều, anh sợ nó không gian nó không có, nó bị ngọc. Anh dạ. Cũng về nuôi nữa. Dạ. Với lại đạp cái miệng ốc nên thôi về luôn. Trời ơi. Đây này cái nha. Bác ơi khoan cho ba cái gỗ này đi, cái gỗ này bự hơn này kia. Con chờ rồi bữa trước. Rồi khen để nó đi. Rồi. Để mẹ quay cho cái nhà trên nè, lần này về đây chứ nó đẹp hơn nè. Rồi khen ngồi xuống đi. Tay đừng dọc nước không? Văng vô rồi. Trời ơi. Chú Mỹ, coi dưới liền nè. Ồ, nhiều lắm. Còn nữa luôn á. Coi. Rồi thả em bé vô đây nè con, thả vô đây nè. Thả vô đây nè cả nhà. Sao con báo nó không được? Tại vì nó không hết. Cho nó xấu. Anh còn tính nuôi nữa, con nào ngọt thì vợ chồng mình chiên. Cái này là cũng mua một món đặc sản á. Dạ. À, cái cô bí chiên giòn mắm me cái nha. Dạ. À. Còn con nào xấu thì mình sẽ mua cái gì về mình nuôi. Còn nữa. Dạ. Có tép nữa nha. Ủa mẹ sao nhìn cái này như lóng lá sâm ghê luôn á. Rong quá con. Quá trời. Bây giờ thì cái này á, cái nha. Bình sẽ treo một cái lưới, sau đó cái bình bỏ nó xuống để coi nó có sống không, nó thích hợp với môi trường, nó ăn cái đề của bình không. Rồi bình sẽ mua cái dạ lưới về bình thả xuống. Còn con nào ngạp á thì mình chiên giòn. Con nào mà còn sống ngon lành á thì mình sẽ nuôi. Dạ. Tốt lắm, nó tươi lắm. Dạ. Có tép cong nữa nè. Ừ, tép cong nhiều lắm. Hồi nãy anh xúc được cũng ít nhiều lắm, nhưng mà giờ nó động tùm lum hết trong đây nè. Dạ. Có bự bơ rồi. Có bự bơ. Có bự nè, ba ơi, có bự, có sao mà ba. Sao ba đã hồ cho nó bên đi. Ba lửa tép kìa mà. Nào, con nhảy tội. Bình chọn cái dèo lưới vậy nè cả nhà. Bình bỏ xuống cho nó coi nó như thế nào cái đã. Rồi Vinh sẽ mua cái dèo lưới bự hơn, Vinh thả nó vô. Nãy em không có mấy cái cục rong với rêu đồ với anh, em không có bỏ ra luôn á. Nè dạ. Cái nha. Nè, nè để chưa. Thả vô. Thả vô cho giờ nó. Giờ tới chiều cũng như con nào nó ngợp thì Vinh sẽ vớt ra. Cho nó quen cảm giác á. Ừ. Tính bỏ vô bỏ chứ cái nha xem. Nè em lựa được mớ tép rong nè. Đây nè cái nha.
Ủa em lựa chưa hết cánh đồng mà anh đổ vô hết rồi. Chút xíu nó nổi lên cái viền lưới nè, anh vớt nó còn khỏe nữa. Dạ. Tại em thích ngồi lửa, ngồi măng măng. Đấy. Để chưa, để chưa. Xong mày xuống hết luôn. Giờ tới chiều thế nào nó cũng sẽ có con nó lạ môi trường á em. Dạ. Rồi mình sẽ vớt lên. Mình chiên giòn á. Đã không cái nè. Thôi giờ không có anh đang có quậy nước nữa, không biết xuống tới xuống lui gì nó làm sao đây. Đó, anh đây nè. Đó, cái bông nó nổi lên cái viền lưới hết trơn à. Ừ, nãy ở trong cái thao nó cũng bơi lại cái thao ở cái viền thao á, cái em vớt. Chẳng hề lấy cái vợt của mình vớt ra dễ lắm nè. Dạ. Nè, em thấy không? Rồi, cho nó qua một bên đi. Coi tình hình chiều nay nó như thế nào nha cái nha. Cắm cho nó ngập cuốn luôn á anh. Mà nhiều khi anh nhớ lại đó, hồi đó giờ nếu mình làm mà từ lúc làm cho lớp giờ đó là anh chưa bắt được con cái của Bí luôn á. Mấy lần trước đi bắt á, kêu cái gô bí thôi, nhưng mà đúng ra cái gô bí nó là nó như cái hộp bí chút xíu cái nè. Là kêu bằng cái gô bí. Còn cái gô bự bự thì để kêu cái tên cho nó hay hay thôi. Chứ không phải, cái gô bí là nó như hạt bí vậy đó. Chứ không phải cái gô bí là nằm trong những bí à? Không phải, nó nhỏ như hạt bí. Này gào em xếp hai dĩa luôn anh. Hình như có kinh nghiệm rồi nha. Không, chỉ tới chỉ lui nữa. Rồi, em hai dĩa gào anh chén tô nước mắm á. Cái nào xong trước nghỉ trước. Rồi chiên cá. Chiên cá để anh chiên cho. Chút xíu mà anh qua xong cái này anh phải đâm ớt anh bỏ vô. Pha nước mắm á mà ớt đâm nó ngon hơn cái là sắt. Dạ. Đây, mọi thứ vợ chồng bên chuẩn bị xong cái nhà hai dĩa gạo. Có khóm, dưa leo và gạo sống, salad. Đây còn dĩa nữa nè. Rồi, tên nước mắm bên cũng pha xong rồi. Cái nhà mới cái gôm này hồi chiều lúc chiều á bên có vớt nữa, mấy cái con mà nó ngợp nó nổi mấy đầu lên đó cái nha. Nên bên vớt ra, bên đi chà muối. Nói tóm lại nó sạch nhớt luôn rồi. Nè. Cái này á mà cái nhà bắt về mình chà muối á, mình kho khô tiêu ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà nó hơi sạp sạp nha cái nhà. Cái gô bí á nhưng mà nó ngon lắm, kho trái giác cũng ngon nữa. Đi nó dùng một con cá thử dầu. Biên cũng có nghe mấy cô chỉ Biên là bỏ miếng dầu vô á mà bỏ bây giờ miếng bột giờ chiên mà không có bột Biên thử rồi nên Biên hẹn mấy cô lần sau nha. Tại hôm qua chiên mấy cái sặc á thì nghe mấy cô chỉ mà giờ trong nhà Biên không có loại bột nào hết trơn á nên giờ chiên vậy nha. Nhảy đi cho nó chắc nha. Chia hai mẻ thì cho nó đủ dầu á anh. Ừ. Cho nó đẹp nữa. Dạ, không nhẹ được. Cái thằng này nó không có dính như cái sạc. Thấy không? Dạ. Ừ. Chúng nó gầy gầy ra nhìn chắc đã lắm anh. Hơi múc mà cuốn cái cuốn là phải làm như cái quặn mới được nha. Ở máy nó gớt. Dạ. Ôi nè. Dạ. Ôi. Chúng nó vàng lên nhìn còn đẹp nữa. Đúng rồi. Giòn chưa anh? Giòn. Thôi chứ cũng không giòn dữ đâu. Giòn quá là con cá nó mình nó nhỏ mà em viên giòn quá là nó ăn như tôm khô luôn á. Mẹt. Đây cái nữa nè em ơi. Có cái này gì dễ quá ha. Dạ. Đồ nghề cũng dữ lắm mà. Nghe xào 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 luôn đó không? Dạ. Cho mẹ thứ hai vô. Chới lên luôn nè. Chắn hết hồn. Cái đó là phản xạ tự nhiên à anh? Đúng rồi, chứ giờ tay chân anh nó y vậy á. Cái vậy là sao? Quen rồi. Bởi vậy mấy cô mấy chị á là bỏ bột vô đằng cho nó không có văng á. Để mời em đi chợ em nhớ em mua em để sẵn nha. Mà bên cũng muốn thử lắm nhưng mà bây giờ không có. Cô chỉ mấy lần rồi nhưng mà tới lúc mà làm á không có nhớ.
mời không á, rồi ví dụ như cô bình luận hay chú bình luận á, dạ. Thấy cái biết cái đó lần sau nhất định như là anh nha, rồi tới lúc mà chiên cá rồi gọi cũng tiêu. Mời em đi chợ em mua sẵn á, mười mốt anh có chiên gì cái có thì xài luôn. Đây yeah, cái gù bí của Vin nè cả nhà. Cái dĩa này nè nha, vô mấy cái quán ăn sân vườn á, Vin nói không bèo bèo cũng 200-300 ngàn đâu nha, chứ không ít đâu nha. Đây sao nghe tiếng xào xào gì không em? Ồ nó tơi ra từng con nè anh đã không? Ờ thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Giờ cào lên cái nó gớt xuống nè. Ờ. Nâu dính lại như cái sạc hang. Dạ. Quang gán chạy vô đi ơi. Gì vậy con? Ừ. Em bé muốn ăn rồi. Em bé xinh chưa? Em bé xinh chưa? Ăn cho em bé ngừng nha. Ba ơi. Sao con? Em không biết ăn tỏi nên con cho em ít hả? Đúng rồi, con muốn hai chén của con thôi, ba với mẹ có hai chén riêng. Hai chén ba mẹ có ớt. Đúng rồi. Rồi các bạn bà cô chú ơi. Bà con có ăn hết sạch. Ăn ngon hết sảy á. Thôi gia đình cái bên mời cả nhà ăn cá rô bí cuốn bánh tráng cùng gia đình cái bên nha. Dạ mời cả nhà cùng ăn cá rô. Cá rô cuốn bánh tráng. Mà bà cô chú. Con nè nó ngon nè. Ăn món đặc sản. Ông bà cô bữa nay dùng tay nữa nha cả nhà, ăn cho nó thoải mái. Với lại con này nó nhỏ nhỏ quá nè, béo ấp với phải cắn thì gấp thì bị khó. Chào con, sao bắp? Ngon mẹ. Cái vị nó làm sao con? Con gì ra con tả cho ông bà cô chú nghe coi. Con thấy cái vị nó làm sao, nó ngọt hay nó nè sao là diễn tả được ba? Nó ngọt hay nó đắng hay nó nhiều vị quá hả con? Để bên nào cố nữa nè. Đây, đây em quay gần cho cô chú coi. Bên phải đắp một cái khuôn hay sao á để cho con cá rô nó không có chạy ra. Anh bỏ cá rô vô trước xong anh phủ bún lên á anh. Nó giữ con cá rô lại. Cái mặt tiền cái món chính không giấu đâu. Đâu rồi cái muỗng của anh đâu rồi bắp? Này. Hẹt có là bao cắt luôn. Cái gì? Bao gì? Bao chặt luôn ba. Này cả nhà. Đẹp không? Ủa, nhưng mà bây giờ cái vấn đề là mình không biết bên cuốn này đây nè. Cô phải cuốn nè. Hát cơ hay cuốn nè. Mà ba. Sao con cá này á cái đầu. Sao con? Con cá này chiên giòn á cái đầu nó mềm á mẹ. Ừ. Mà ở dưới không á gì nó giòn. Đúng rồi. Mà ở trên đầu nó không giòn mềm xèo à. Vậy hả? Ngon. Ủa nhỏ nhỏ. Nếu mà bên tính lệ chắc chừng 6 năm mà bên mới ăn con cá rô bí, chính hiệu là con cá rô bí luôn á. Hồi trước em nhớ anh với Vinh với chú Nhí đi bắt là con cá nó bự rồi phải không anh? Đúng rồi. Bự cỡ ngón tay cái hết trơn rồi. Món này mà lỡ mà nhậu ụ đế rồi sao nhậu em? Cứ ly ăn con, ly ăn con, ăn biết khi nào mới. Đây, cho mày gạo vô. Không, không có ăn ai không đi mà. Ai ăn ngoan nhất người đó được đi chơi. Chơi vậy ha. Đây. Nó lấy hai cái muỗng. Đang còn dấu kiếm cái tên à. Đây. Cũng được không em? Được anh. Em cuốn mấy con? Em cuốn một muỗng. Đây, coi anh nè. Nè, bé bắp. Ăn không con? Mẹ cuốn cho con. Mẹ cuốn đẹp quá vậy. Ba con cuốn đẹp dạ. Nè, thấy chưa? Mà cái cuốn của ba hay nó hay to thôi. Cố thử con cuốn đi. Dạ. Mẹ ơi, nay con ngứa đầu. Thế hả? Thế con không biết nữa, chắc là mấy hôm nay. Thế con lấy bên kia cho nó gần. Nó con chen em rồi. Nè, con lấy bên đây nè. Nó bị kẹt cái dưới nè. Đó mẹ lấy cho. Dạ. Mẹ ơi, con không thích. Ê. Để ba giữ con cá rồi cho con. Không có ai cuốn vậy trơn á. Rồi, ba cảm ơn Ghen rất là nhiều. Tuy là nó hơi... Nó hơi xấu. Hàng con cá của mẹ. Ba ăn ăn sẽ bị bé thì bó ông
không anh? Vì Ken có ăn rau đâu anh. Ba nghe là Ken ăn rau rồi vô nha ông bà. Không phải, đồ ăn nhanh là sẽ bị béo phì đó ông bà. Ông bà nhớ ăn rau vô nha. Con học cái đó đâu rồi, cái đó ở đâu vậy Ken? Ở cơm thư vương đó hả? Coi mấy chương trình thiếu nhi á anh. À Búp Phu á, đúng không bác? Coi Búp Phu đúng không? Đúng. Bởi vậy có chị gì ra mới nhắn tin với chị không mà anh tự nhiên giờ nói nghe anh quên tên. Chị Lan, nó lành quá, nó nói cái gì đâu mà chị cũng hiểu à. Mà nó lành á, chứ không phải là nẹn nó tiếu nha. Nó nói những cái câu mà Nhỏ cục cá lục. Hôm qua cái vụ mà phao câu cá của con ông bà cười xỉu luôn á phải. Bữa nay cái đoạn còn không cái gồm nữa không? Đây là nè. Ở nước đây là hâu câu cá. Ở nước bên là hâu câu cá. Ừ. Ăn cay không? Hôm nay sẽ bị béo phì. Mẹ cũng vậy ăn cái. Con nói ông bà ăn rau thì con cũng phải ăn vô nha. Mình phải làm gương cho ông bà á con, đúng không? Đúng không? Đó, phải ăn rau giỏi lắm ông bà. Ngon quá bác. Ngon mấy ký luôn. Phải nói là em phải đi trải nghiệm rồi bắt cái gươm nữa kìa. Phải chi cái mùa này là ngay mùa hai đứa học á. Ừ. Thì nếu anh kiếm được cái bãi là nếu mà kiếm được cái Dũng rồi ở nhà chạy xuống bắt cái chừng nửa tiếng thì là nó xong à. Thì cho em đi bắt thử cho em biết. Nhưng mà phải bao sình nha. Tại vì đất Dũng á, nó sình dữ lắm. Ha 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 ha. Ồ. Ý là cho khăn đi á đúng không? Cái này là anh nói anh muốn rất là muốn cho con nó trải nghiệm. Cái này nó cũng dễ bắt, cái nó sình cũng không bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà có một cái á, ở dưới á, vắng đồng không hiệu quả gì đó. Nó phấn khích quá, nó la đúng không ạ? Nó la rồi bên thì bên nó lúc bên cũng hay tin chuyện đó. Tại vì ở dưới là nó quang vắng dữ lắm. Rồi xuống rồi nó chơi nó la láo âm sầm mà về tối bên sợ con ngủ nó giật mình nữa nha. Nên bên không cho nó đi thôi chứ bên muốn gì lắm. Nè hè hát sợ lắm rồi. Hè có sống đắng rồi. Hè hôn lắm nữa. Hè là lẹ mì. Bắp đẹp không bắp? Cuốn đẹp không? À, không cái cuốn bị lồi. Cái cuốn của mẹ có gầu. À cuốn của mẹ có gầu. Con để chị hai tự ăn đi con. Bà là bè bà. Có mồm. Quá cá mất. Bạch xè hơn luôn. Món đặc sản không ngon. Anh, em nói hồi đó giờ em lần đầu tiên em ăn cá rô bí cái món bánh gì? Cuốn cá rô bí là anh tin không? Thiệt hồi đó giờ em nếu mà em ở quê nha. Ở quê mình mà hồi cái anh với em thì cũng giống như nhau thôi, cũng bằng tuổi với nhau thôi mà em không có đi đồng mà ra bắt cua với bắt cá rô này thì thật sự là rất là tiếc. Với lại con gái mà đó giờ toàn học không à. À chứ đâu có đi mà kiểu như đi săn bắt đi chơi đi quậy rồi gì giống như lâu lâu đi bắt cua rồi hay gì đó bắt cá đi theo sách thùng rồi thôi cũng được. Thứ nhất là phải nói là hồi đó là vô mùa này nè là thứ bảy chủ nhật là đi bắt á. Hồi đó anh nhớ hồi cấp 1 luôn nghỉ thứ bảy chủ nhật á là anh đã đi rồi đó mà anh biết không? Yeah. Nói miền Tây thì miền Tây chứ đâu phải cái vùng nào cũng có đâu phải vùng nào cũng có ruộng đâu. Đúng rồi. Như thời của cô chú á, thì có thể là ruộng còn nhiều chứ cỡ hồi đó thời của mình là bắt đầu khu công nghiệp có rồi. Đúng rồi. Hồi còn nhỏ nhỏ thì cũng còn nằm ruộng ở đây. Dạ. Xúc vô chén rồi hả bác? Dạ. Con đó mẹ, con đây mẹ muốn gì á? Con chan nước mắm vô luôn. Rồi xúc muỗng ăn gì luôn hả? Ngon quá ta. Cái muỗng của ba là nó dính ớt rồi nha Khoai. Khoai Khoai lấy muỗng này nè. Dạ Khang cũng muốn làm giống chị. Khang cũng muốn làm giống chị. À Khoai ơi. Ngon quá mẹ. Ăn vậy ngon không? Ngon thấm nước mắm vô con cá đúng không? Mẹ ơi, mấy bữa nay cứ chảy nước mũi hoài à.
mưa á con, mưa thời tiết lạnh á. Nhưng con biết sao không? Con bị viêm mũi dị ứng á, thay đổi thời tiết là con bị chảy nước mũi à. Mà mẹ ơi, tối nào con ngủ con cũng thường đắp mền á. Mà nó không trị được cái sổ mũi. Anh ơi, Khan ginh nguyên dĩa bún luôn à anh. Ginh nguyên dĩa bún luôn rồi, xong rồi gấp cá chan nước mắm vô ăn. Được không nha? Còn cái nào cũng ăn Vin. Không có, ngồi ăn em thấy vậy rồi em mới lấy máy em quay á. Vin thấy Vin thấy bà Út đang cơm ngon quá, nên Vin lấy một muốn một chén qua mời bà Út luôn à. Anh còn bà Út có hai đứa này nha cả nhà. Nhìn gái anh kìa. Dạ. Xúc nguyên một chén cá xong rồi chan nước mắm vô. Được không? Ăn được không? em thấy ăn ngon quá, em nói thôi từ từ để mẹ quay cho, để mẹ lấy máy mẹ quay. Quá trời à. Ngon quá, ngon quá. Ngon thiệt cái là ngon quay phim đây. Ngon thiệt. Thôi hai đứa này mà không ngon là nó không có chịu đâu anh ơi. Mấy lần cô ông bà cũng để ý á, mỗi lần lên á ngồi ăn mà thấy ngồi chơi là thấy không vừa ý, không vừa miệng á. Ăn không có ngon. Xong rồi ăn không có mạnh miệng. Mà mấy món này anh thấy nãy giờ khoai bóc lia lía luôn à. Trời ơi, cá gô mà chị hai bắp múc vô chén chan nước mắm. Còn cái khoai không đến gì nữa. Đây. Sao? Thế muốn làm giống chị hả? Thích nước mắm luôn à. Quá trời rồi. Còn chén này chén của ai đây? Của bà. Rồi. Ngon quá. Thôi được rồi, ăn hết rồi múc nữa. Ăn hết rồi múc nữa. Đây nè, bà cho Khan chén bự luôn. Không, Khan lấy cái muỗng anh. Lấy cái muỗng à, có chen vô không? Có đụng cây rồi bè. Rồi. Nó đặc sản luôn. Món ngon đặc sản luôn. Ngon đặc sản luôn, ghê thiệt. Bà nói, từ nãy giờ bên làm cũng 7-8 cuốn nha. Hai dĩa rau hết sạch luôn anh. Nhai kỹ nha con, cá này mà nhai sơ sơ là nó sẽ dướng, nó cũng như còn mấy cái ngạnh đó cả nha. Ngon. Đôi lúc nhiều khi anh bên lạ mà thấy mấy đứa con nó không biết là nó vui hay là nó cố gắng ăn sao, nó ăn đi lế nhiều khi bên nó không có tin luôn á. Nhiều khi nó cố gắng ăn cái bà nó vui. Không, mà em thấy vậy nè, cái này là chính xác nè. Thường hồi trước giờ ở nhà với em thì em chỉ cho ăn những món ăn cơm bình thường thôi, thịt kho, cá kho này kia. Còn bây giờ anh về anh cho ăn những món nó lạ hơn, cái khẩu vị nó phong phú hơn á. Hai đứa nó thích. Ông bà để ý, ông bà nói bé bắp bữa nay tròn lên nhìn thấy cưng. Cái mặt nó tròn quay luôn. Tròn quay. Bên đấy, bên còn công nhận điều đó luôn á. Có cô Khan á, lúc gài chỉ nói chỉ ăn thôi. Nó bỏ sữa đêm. Bên vợ chồng bên không cho nó uống sữa đêm nữa. Thì đầu hôm vô uống 2 hộp sữa lại ngủ, khuya dậy cũng không cho uống nữa. Có khi nào mà buổi chiều nào mà vợ chồng bên cũng như là con cái nó ăn ít á, bên cảm nhận là nó ăn ít á, rồi nó sinh thì vợ chồng bên mới cho. Còn nếu mà chiều mà ăn cơm ăn uống đầy đủ như vậy á là chỉ 2 hộp sữa đầu hôm thôi, còn tối bên không cho uống nữa. Nó mập này không tốt. Cũng như vậy mà mập sữa buổi tối thì bên không, vợ chồng bên không thích á. Không muốn như vậy nên cho nó uống 2 hộp. Cứ đầu hôm là 2 hộp rồi xong á. Bên có muốn một chén cho cô Út cái bên báo của hai đứa này. Cô Út của Bên thì ốc đèn cơm nên Bên có qua múc qua mời. Rồi thôi chào bé bye bà cô chú đi. Em bé ba ông bà cô Út ba còn bé ba ông bà cô Út. Rồi Bên bé ba ông bà cô chú nha. Chào tạm biệt cả nhà. Con chào đi con. Con bé ba ông bà cô chú.